Tính đến ngày 19 tháng 10 thì số ca tử vong do dịch bệnh Ebola đã tăng lên con số 4.877 người trong tổng số là 9.900 ca nhiễm. Trước diễn biến nguy hiểm của dịch bệnh Ebola thì Tổ chức Y tế Thế giới đã một lần nữa cảnh báo, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện và nhân viên y tế phải tuân thủ quy trình chuẩn khi sử dụng quần áo bảo hộ. Theo phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola của Bộ Y tế, các triệu chứng lâm sàng của bệnh Ebola trong thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày bao gồm sốt cấp tính, đau đầu, mỏi cơ, nôn, buồn nôn, tiêu chảy đau bụng và viêm kết mạc. Ngoài ra, người bệnh còn có biểu hiện phát ban. Ban đầu nhú đỏ sẫm màu như đinh ghim tập trung ở nang lông, sau hình thành nên tổn thương ban rát sần có ranh giới rõ và cuối cùng hợp thành ban lan tỏa, thường trong tuần đầu của bệnh. Bên cạnh đó, xuất huyết cũng là một trong những triệu chứng của bệnh Ebola, trong đó có đi ngoài phân đen, chảy máu nơi tiêm truyền, ho máu, chảy máu chân răng, đái máu và chảy máu âm đạo. Sau khi có những trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Ebola ngoài khu vực Tây Phi, Bộ Y tế Việt Nam đã sửa lại phác đồ điều trị, trong đó tập trung vào vấn đề thực hiện quy trình chuẩn về chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Các chuyên gia cũng khuyến cáo một trong những nguyên nhân dẫn tới lây nhiễm cho nhân viên y tế là không tuân thủ quy trình chuẩn trong việc sử dụng quần áo bảo hộ y tế. Có một cái điều mà chúng tôi thấy rõ ràng rằng bộ quần áo đầy đủ là một chuyện, nhưng mà phải thực hành đúng cái SOP, tức là cái quy trình chuẩn khi mặc và khi cởi bỏ là điều quan trọng. Và cái thứ hai là cái ý thức của cái người tiếp xúc gần, hay nói cách khác là người chăm sóc trực tiếp với người bệnh ấy, phải luôn luôn cảnh giác, không lơ là. Thì như vậy mọi khâu trong đó chúng ta đều làm tốt thì hoàn toàn có thể mình khống chế được.